Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của Báo Dân Tộc và Phát Triển. Bản tin hôm nay ngày 27 tháng 6 có những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Sẽ tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024. Cấp nước sạch cho 1,44 triệu người dân tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Các địa phương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế khó khăn, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất ngân sách địa phương trên 1,087 tỷ đồng để hỗ trợ 2.615 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật, thí sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Hay tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, huyện có hơn 500 sĩ tử dự thi. Phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn, các em đều học xa nhà. Để hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình dự thi, các đơn vị trên địa bàn đã kêu gọi huy động kinh phí, tổ chức nấu ăn phục vụ thí sinh. Chương trình tiếp sức mùa thi được triển khai từ ngày 26 đến hết ngày 28 tháng 6. Có gần 4.000 suất ăn được chuyển đến phục vụ thí sinh trong suốt quá trình dự thi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024. Đối tượng dự thi bao gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi nghề nghiệp đều có thể gửi tác phẩm tham gia cuộc thi. Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, danh nhân, anh hùng dân tộc, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt, phê phán những thói hư tật xấu, xóa bỏ tập tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội. Nội dung các tác phẩm phản ánh được giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ca ngợi tình đoàn kết, những thành tựu đổi mới trong đời sống các dân tộc thiểu số, miền núi, khuyến khích những sáng tạo trên chất liệu và âm hưởng dân ca của các dân tộc thiểu số. Bộ Tài chính vừa có công văn số 174/BC/BTC gửi Chính phủ về kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa. Theo báo cáo, cả nước hiện có 31.211 di tích lịch sử văn hóa, 15.324 di tích, chiếm 49%, có số liệu thu chi tiền công đức tài trợ. Tổng số tiền thu trong năm 2023 là 4.100 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo của các tổ chức tôn giáo. Bộ Tài chính cho biết tiền thu công đức này sẽ nộp về ngân sách nhà nước và được giữ lại một phần tái đầu tư bảo vệ di sản theo quy định của pháp luật và quy chế của từng địa phương. Triển khai thực hiện dự án 6 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 1719 trong tháng 6 và tháng 7 năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức 3 lớp tập huấn truyền dạy kỹ thuật chỉnh âm cổng chiêng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Mỗi lớp tập huấn truyền dạy kỹ thuật chỉnh âm cổng chiêng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số có sự tham gia của hơn 20 học viên, được tổ chức trong 10 ngày. Học viên là nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian, người thực hành di sản văn hóa cổng chiêng của các dân tộc Bana, Gia Rai, Ré Chiêng, Bờ Râu và Rơ Măm trên địa bàn tỉnh. Các lớp tập huấn truyền dạy kỹ thuật chỉnh âm cổng chiêng nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, nâng cao kỹ năng chỉnh âm cổng chiêng cho chủ thể văn hóa, góp phần gìn giữ có hiệu quả di sản văn hóa cổng chiêng trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại. Qua đó, từng bước khôi phục không gian văn hóa cổng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kết quả đạt được sau gần 9 năm, từ năm 2015 đến năm 2023, triển khai thực hiện dự án điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia thực hiện cho thấy, cả nước đã cấp nước sạch cho 1,44 triệu người dân tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Dự án được triển khai tại 14 tỉnh khu vực Bắc Bộ, 4 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và 7 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên và 10 tỉnh khu vực Nam Bộ. Kết quả thực hiện dự án đã điều tra tìm kiếm được các nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tại 227 vùng cao khan hiếm nước trên địa bàn 39 tỉnh triển khai dự án. Dự án đã thi công được 678 công trình khai thác nước dưới đất, xây dựng 227 trạm cấp nước sinh hoạt tập trung thuộc 39 tỉnh, bàn giao 454 công trình khai thác bền vững, phục vụ cấp nước cho người dân vùng cao, vùng khan hiếm nước.
Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh sẽ lắp đặt thêm 10 trạm đo mưa tự động trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu. Trước đó, năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đã lắp đặt 20 điểm đo mưa tự động, đặc biệt là ở các khu vực ven sông suối hoặc các điểm xung yếu hay xảy ra lũ lụt. Nhờ vậy, lượng mưa đo được ở các điểm đo được đánh giá đúng thời điểm và thời gian thực. Năm 2024, Quảng Ninh sẽ có thêm 10 trạm đo mưa được lắp đặt để nâng cao năng lực ứng phó dự báo thời tiết khi bước vào mùa mưa lũ. Việc lắp đặt hệ thống cảnh báo mưa sớm, cảnh báo lũ giúp các địa phương chủ động hơn khi thực hiện 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Từng là vùng đất khô cằn, gian khó, xã Sơn Lang thuộc huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai nay đã chuyển mình mạnh mẽ. Những cánh rừng trang trí thố bom, những thân cây trơ trụi thuở trước đã hồi sinh. Dãy cà phê, cây ăn trái, du lịch cộng đồng đã mang đến luồng gió mới cho những bản làng đồng bào dân tộc Ba Na ở Sơn Lang. Thời điểm sau giải phóng miền Nam, để chuẩn bị cho việc xây dựng các lâm trường, gần 5.000 con người từ khắp các nơi được đưa về Sơn Lang, trong đó có hơn một nửa là phụ nữ. Hồi ấy, đội lâm sinh Trạm Lập có 40 cô gái với nhiệm vụ phát rừng, dọn vệ sinh rừng và sống quây quần cùng nhau. Tất thảy đều mới đôi mươi. Chính họ đã gửi lại nơi đây những ngày đẹp nhất của cuộc đời mình, để hôm nay rừng núi này có được màu xanh bát ngát. Nhiều năm trôi qua, Sơn Lang bây giờ đã mạnh về kinh tế nông nghiệp khi có gần 1.300 ha cà phê, canh tác nhiều loại cam, quýt, ổi, bơ, đu đủ, sầu riêng, mắc ca. Sơn Lang đang tập trung nâng cao chất lượng đời sống người dân với việc triển khai đồng thời 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bảo tồn và khai thác giá trị văn hóa dân tộc để làm du lịch cộng đồng. Theo lãnh đạo xã Sơn Lang, mục tiêu đến năm 2025 sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống dưới 5%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số xuống dưới 7%. Phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, duy trì củng cố làng nông thôn mới đối với làng Hà Nừng và xây dựng làng Đắc AC, đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2025. Câu chuyện và hình ảnh về sự đổi thay ở xã Sơn Lang, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube, website, trang fanpage và TikTok của Báo Dân Tộc và Phát Triển. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.